sắp đây vô tổ phật thế hơi tổ phật cái này cũng ສົມແລະອະນາຄົນຢ່າງໄກ່ໃດຈຸບອົນອົນໄດ້ບານສັນໃດໃນລະບັບໄຟການແນ່ເຈີນມາອະປີຄາງວັດຕູລປະສ
xác của thầy chết nằm trong này nha cả nhà. Mình vô đây mình quay mình hỏi ở trong này coi có đứa em nào biết, mình vô mình hỏi. À, con ơi cho hỏi thăm cái chùa này là chùa gì á chứ? Chùa Cộng Lưng. Hả? Chùa Cộng Lưng. Là ở địa chỉ ở đây là ở đâu ạ? À, xã Lâm mình Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ở Chi Tôn, tỉnh An Giang. Dạ. Rồi, cảm ơn. Nếu mà tên đầy đủ là Võ Thị Phụng Cộng Lưng. Tên khỏe. À, còn sư tên gì ạ? Sư tên Chào Tinh. Chào Tinh. Dạ. À. Dạ, cảm ơn. Đây là cái xác chết của sư nè cả nhà, là chết năm 79 tuổi, và năm nay thì 2000 chết năm 79 tuổi là 2014, mà giờ 2023 là gần 10 năm nha cả nhà, là cái xác chết 10 năm mà tóc vẫn còn nha cả nhà, để mình quay tỉ mỉ cho cả nhà xem tóc nè cả nhà. Cái bàn tay còn thinh luôn, móng còn luôn, móng tay còn thinh, móng tay nữa cả nhà còn thinh luôn. Cái bàn giò này, bàn giò móng giò vẫn còn luôn. Mất gần 10 năm này, từ hồi 2014. Là Hòa Thượng mất 2014. Dạ. Là năm nay là 9 năm, 53 là 9 năm. Thì gần 10 năm đó. Gần 10 năm. À đúng rồi. Dạ, là con kể vụ xác này là mới đầu là chôn, cách sao mà nó ướp vô tới đây á? Cái này là đầu là chỉ để trà ngâm 1-2 năm rồi trở thành vậy luôn. Là mình hồi lúc mà sư mất. Dạ. Sư mất rồi mới ngâm trà. Dạ. Ngâm trà rồi mà là mấy năm? 1-2 năm. 1-2 năm. Không biết. 1-2 năm rồi mấy xác mấy mấy khô gì hả? Dạ, khô vậy luôn chứ không có dụng thuộc gì hết. Là không có hâu thối gì chứ? Dạ. Là khô cái luôn. Bây giờ cái xác còn thinh nè cả nhà. Dạ. Gần 10 năm còn dịch nguyên vậy luôn. Gần 10 năm. Dạ. À. Tóc còn luôn á. Là mắc họ hà mà năm 14. Dạ. 2014 bây giờ là 23, là cũng gần 10 năm, gần 10 năm. Thì gần đó. À gần 10 năm. Còn tóc, mông tay, mông chân gì còn hết á. Mà móng coi. À móng chân nè. Dạ. Móng chân vẫn còn nè. Dạ. Móng tay vẫn còn luôn. Dạ. Móng tay móng chân vẫn còn nha cả nhà. Là cái xác lại sắc khô luôn á. Sắc khô hết luôn. Trong con giọt nước đó. Không có nhỉ nước luôn. Rồi còn tóc nữa. Tóc còn luôn. Còn luôn. Tóc còn luôn nè cả nhà. Dạ. Tóc còn luôn. Này cũng như sắc khô ha. Ướp trà thôi. Hồi lúc mà sư mất bao nhiêu tuổi? Dạ, 79 tuổi. Mà lúc mà sư mất là 79 tuổi? Dạ, 79 tuổi. 79 tuổi là mất 2014, năm nay 23 là cũng xém 10 năm. Dạ, chắc là gần 90 tuổi. Nếu mà tính ra là mất vào lúc ấy 79 tuổi, 79 tuổi là gần trăm rồi đó. Đúng rồi. À, gần trăm tuổi rồi. Quê cưng ở đâu? Quê cưng ở đâu? Dạ. Ở đây là đây ở đây luôn. Dạ. À, mình làm ở trong chùa hay là ta lễ mình mới lại làm? Lễ là làm phụ tiếp. Dạ. À. À, cảm ơn cưng nha. Dạ. Dạ. Có gì hỏi thêm thì hỏi con. À. Dạ. Cũng như sư này lúc mà mất thì 79 tuổi nha cả nhà. Mất 2014 là năm nay cũng xém 10 năm. Mà lúc qua mất thì ướp trà. Ướp trà mà
là mới khô lại là mới đem vô kiến lộng để kiến nè cả nhà, là không có nhĩ nước nha cả nhà, vẫn khô không không thúi gì trơn. Nói chung là trên đất Việt Nam ở đây là chỉ còn món duy nhất, nói chung là nước Việt Nam mình là chỉ là cái xác này là độc quyền luôn. À, bây giờ cưng có biết cái đoạn nào kể thêm dùm cho video được không cưng? Giờ có biết có còn cái đoạn nào mà khác nữa không? Không hiểu hả? À, cũng như là biết ha. À, cũng như thắc mắc gì là hỏi phải không? Cái xác ướp mà không khô luôn cả nhà, không nghỉ nước luôn. Này là không có ướp gì trơn, là chỉ là lúc mà mới mắc đó thì ướp trà thôi. Là 3-4 năm gì là cái xác khô lại là không có dĩ nước luôn. Con queo nè cả nhà, để con quay tỉ mỉ cho cả nhà xem nha. Nè cái giò bằng giò nè cả nhà. Nó khô lại luôn, là móng giò vẫn có luôn. Móng giò quên nó con. Cái móng giò là nghe nó vẫn da hả? Dạ. Cái móng giò nó da không? Không. Nếu thấy cũng như là mình thấy cái móng giò thôi chứ không có da phải không? Không. Tóc thì vẫn còn anh Thinh. Còn hết. À. Móng giò nữa nha. Móng giò, móng tay, tóc. Móng giò, móng tay là vẫn còn anh Thinh luôn, là khô lại luôn. Khô lại mà không nhỉ nước. Bàn tay nữa nha. Bàn tay là khô luôn. Cái ngón nào cái ngón tay, cái móng tay vẫn còn thinh luôn, móng tay còn tóc nữa, tóc thôi, quay tóc. Tóc còn thinh luôn đó nha.
ព្រះបាទហោសរកករណាក្រុមព្រះអង្គដែលបាននិមន្តសន្សំសន្សំបន្តិចហើយមករោងមហាសានអាស្រ័យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន់បញ្ចុះខណ្ឌសីមាដាវត្តអង្គភ្លឹងរបស់ផងយើងហើយដូច្នោះហើយក៏សូមអោយបញ្ចាធិការប្រកាសអាណាក្រុមព្រះអង្គក៏ដូចជាយេតាជាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ អញ្ជើញចូលរួមមកនៅក្នុងរមហាសាននេះក៏សូមអរិទ្ធិនីព្រះចារិកាព្រះបរហោសតក៏ដូចជាប្រកាសណាក្រុមព្រះអង្គឡើងគង់នៅលើអាសនៈដែលគណៈចតាបានរៀបចំនៅក្នុងរមហាសាននេះហើយក៏សូមឲ្យលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញចូលមកក្នុងរមហាសាននេះដើម្បីជាការប្រតិសន្ធារៈរបស់ម្ចាស់ទាម្ចាស់ ยายตาญิญญอมยกจังจิตจิตมานี่มาน่ะอ่ายายตาญิญญอมเจิ้งมาจิตจิตจิตมาอะบุกนี่เนี่ยแน่ไหลเปรซองเนี่ยอ่าเจิ้งมาเจตาเจิ้งมาจิตจิตจิตมาโอ้อาจารย์สนายปะโกเจิ้งอ่าเจิ้งมาเจิ้งมา ជាប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តស្នែងព្រះកោណាពូអាភូត្រចៅភូអាមុខចៅភូនេះនៅចៅភូអាងយ៉ាងយើងបាននាំនៅចតុបច្ច័យចំនួន4,400,000អាស្រ័យចូលរួមចាំមេអផលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានាវត្តអង្គភ្លឹងរបស់ផងយើងហើយដូច្នោះហើយដោយសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លា នេះក៏សូមអោយពពុះទេវតាថែរក្សាមនុស្សលោកយើងទាំងមូលនេះចូលជួយថែរក្សាប្រជាមួយពុទ្ធបរិស័ទយើងឆ្នាំថ្មីនេះមានសេរីសួស្តីចៃយ៉ាងមង្គលវិបលសោកក៏សូមអោយលោកយើងលោកតាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក៏សូមអោយលោកយើងលោកតាជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល័កនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ៣សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានបើលោកយើងលោកតាមានឆន្ទៈ អសច្ចានៅសម្បត្តិឬពុទ្ធពរណាមួយនោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីឯចៃយេតៃចំពោះខាងចម្បាតតជេខាងក្រមួនសក៏បានចូលរួមព្រោះអញ្ចឹងបានធានកសុំកថាឲ្យគណៈកម្មការអរហន្តិបាវត្តព្រមទាំងជាទីការប្រសងក្នុងក្នុងក៏សូមប្រសិទ្ធិពរទៅជ័យ ជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំងឡាយពួកប្រការគឺអាយុបណ្ណាសង្ឃៈហើយ
thật là nó có gì đây cảm ơn vị trang cá cân nặng cam cá nhiệt nhôm thực phẩm còn sát sự cố trên một bộ phim kia các bạn nó lên lên chặt chặt một trái thực phẩm phi liên thay cho trong nhà không mang cả một khi có một cái bánh má đi qua ông tổng lý và hồng dân hai đoàn biên thực phẩm to rồi sát chầm nôn chờ quát xoay to xoay to an gia bạn cho rô tức prác xung nôn và môi liên môi liên sao đấy ta môi liên à xa rai cho mạp hông là không cầm mạp với thi quát ồ chị xa rai còn môi liên nâng ông có bị bạo đây chân kích chất chết la rồi bóng nhiên nhông có thập bò rời sát chầm nôn chờ quát xoay to cái đấy cả đôi chia qua thầm tiền về chắc ở đây và cái sâu oi thay là ba thay là xa thăm mày đi chưa bay bay thay là xa nhiên nhau có thầm ba thì xa chẳng nói chờ qua chẳng phi đi sâu oi thu tay sẽ cái này xong sẽ cái này cảm giác lưng chung là quân của từng lái buồn cởi vô quân nạc sâu khá phá lạ lưng sắp bắt từng lái bay sắp bắt sắp đốt sắp bắt thay là có xa cứ mấy thầm tiền mọi thầm kia cầm ta có thầm ba thì xa chẳng phi đi một nhiên sách ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.